Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anti Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái thành viên thuộc hệ, đó chính là Macaron. À, Titan nha mọi người. Dòng này thì mình cũng khá là kết luôn nha. Bé yêu này thì sở hữu sức mạnh khá là đặc biệt. Kỹ năng thì anh em để ý nha, gia tộc này thì sẽ có một cái kỹ năng khá là thú vị, đó chính là hút máu đại pháp nha mọi người. Tuyệt chiêu này sẽ là chiêu hỗn loạn ha. Rồi, cùng nhau trải nghiệm nhẹ tí sức mạnh của bé yêu này nha. Cũng là dòng Titan nhưng mà bé này thì sẽ không có quy hiệu Mysticast nha. Lượng sức mạnh của nó sẽ yếu hơn con này một chút xíu. Rồi, cùng nhau trải nghiệm nhẹ nha mọi người. Xăng tay áo lên và bắt đầu chiến đấu thôi nào. Anh em mình sẽ đến với cái khu vực là Arena để trải nghiệm nhẹ sức mạnh của bé yêu này nha. Và HNT thì cũng có nhận mở cái gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở cái gói VIP trong game, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình ha. À, mình nhận mở và cái giá trong game kèm theo một ít phí nữa nha mọi người. Mình mở thì có quá đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo nhà phát hành ban nít hay là sẽ khóa nít của các bạn nha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ cùng nhau đến với cái thành viên đặc biệt này ha. Tuyệt chiêu. Rồi, anh em mình sẽ xài thử cái chiêu lửa coi. Cái bộ giáp nó sẽ chịu cho anh em mình được một cái lượng sát thương cực kỳ lớn nha mọi người. Cho dù lớn bao nhiêu thì nó vẫn chịu được ha. Và ở đây thì anh đây có những cái nick Dragon City cũng khá là xịn sò để bán lại cho anh em nha. Anh em nào muốn mua những cái nick xịn để chơi game, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook nha. Và link Facebook thì mình để bên dưới phần mô tả của video nha. Và anh đây để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình là trang anhtaychannel.com. Các bạn có thể ghé vào website của mình, lựa được cái nick nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook để mua nha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ cái thành viên tiếp theo sẽ là bé Titan. Wow, Macaron nha mọi người. Cái bộ giáp gọi là siêu bén để chịu đòn. Ôi, con này nó quýnh mình hai lần liên tục nha. Kèo này hơi khoai rồi đấy. Ở đây thì mình sẽ đến với cái thành viên thuộc hệ, đó chính là Macaron nha. Sinful. Sinful thì dòng này các bạn chỉ tốn 100 mảnh là có thể summon được một con rồi. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Và những cái bé rồng này thì anh ta có bán hết nha. Mình bán thì cái giá rẻ hơn trong game khá là nhiều nha mọi người. Đó. Và mình bán thì tức là trading mảnh nha. Anh em nào mà muốn mua thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook luôn. Wow, chỗ này thì anh em mình sẽ chơi cái tuyệt chiêu đang được x2 luôn nè. Tới công chuyện liền. Rồi rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với đó là thành viên đặc biệt lắm. Wow, 113.000 nha. Victory, vậy là anh em mình đã qua được một cái cửa khá là khó khăn rồi ha. Chỗ này chúng ta nghĩ nhẹ thử đội hình của tem bạn coi. Rồng đá level 70. Ui trời, kèo này cũng hơi khoai ha. Bật thêm cái khiên tăng khả năng win lên thôi anh em ơi. Chứ cái này mà anh em mình sơ sẩy là bị tem bạn nó bế mình liền đó. Hiện tại thì ở cái nick này của mình, ui trời, cái lượng vàng, ôi cái lượng thức ăn phải nói rằng bất tử luôn á các bạn. 55 tỷ á mọi người. Quá ghê gớm ha. Hắn ta thì mua khá là nhiều nick rồi và mình đang sở hữu cũng khá là nhiều nick Dragon City nha. Đó. Rồi, anh em nào mà ưng được cái nick nào thì cái việc inbox trực tiếp nha với mình qua Facebook luôn nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ chơi trò gọi là hút máu nha mọi người. Wow, kèo này thì chúng ta... Ui cha, lượng máu lên tới 530.000. Sau khi mà kích hoạt cái khiên lên thì anh em mình đã được tăng một cái lượng máu rất là đáng kể luôn nha. Tới công chuyện liền. Giác mấy con này đi chiến thì không có ngán luôn á các bạn ơi. Có một cái bộ giáp bén để bảo vệ. Rồi sau đó anh em mình... Ôi cha, còn có khả năng hút máu nữa thì con nào chịu nổi chứ hả. Ở đây thì anh em mình chơi trò hút máu để lấy lại những gì đã mất nha. Đó, sơ sẩy là mất luôn những gì đã có ha. Đó, tuột máu rồi nè. Bây giờ anh em mình sẽ đến với Sinful đi. Bé này thì chúng ta sẽ thêm được một lượt đánh. Đó, bây giờ chơi trò hút máu coi như là anh em mình full máu trở lại nè. Như lúc ban đầu. Đó, quá là tuyệt vời luôn. Chỗ này anh em mình sẽ đến với cái dòng đang có sát thương nhân 2 nữa nè. Chào hỏi nhiệt tình thành viên Macaron đến từ tên bạn ha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ cùng nhau giao lưu nhẹ một tí. Chúng ta sẽ đến với đó là... Wow. Rồi rồi, tới công chuyện luôn ha. Đây sẽ là tuyệt chiêu lửa nha mọi người. Ôi, sau khi bật cái khiên thì lượng sát thương anh em mình tăng cũng khá là đáng kể luôn rồi đó nha. Wow, kèo này có vẻ ngon đây. Tiếp theo thì chơi trò hút máu một cái nữa. Hiện tại thì tên bạn nó không còn đủ máu để cho mình hút luôn ha. Rồi, victory. Cửa ải. Ha, anh em mình đang nằm ở cái mốc gọi là 9274 điểm nha mọi người. Hôm nay thì chiến trong khu vực này cũng khá là kết luôn ha. Rồi rồi, con này là chuyên gia khắc chế đây. Mấy con Macaron của mình đó là cái chiêu hút máu đều bị giảm nè mọi người. Rén ngang liền. Lượng máu em này lên tới là 658.000 luôn. Kèo này hơi khoai nha. Ôi, cả ba con luôn nha mọi người. Chưa hút máu đều bị khắc hết luôn rồi.
Rồi, giữ gìn bình tĩnh nha. Chúng ta sẽ chống chịu nhờ cái bộ giáp trước cái đã. Sau khi mà mất giáp rồi thì bây giờ bắt đầu tấn công từ từ nha. Và anh em để ý nha mọi người, khi mà mình sử dụng cái chiêu này thì chúng ta sẽ bị đai. Ôi cha, các bạn thấy rõ ràng không? Cái chiêu này là không xài nổi với mấy cái con này luôn á nha. Cây kinh khủng luôn. Đây, làm lại cho anh em xem thêm phát nữa nè. Ôi nhưng mà mình làm nhiều quá, chúng ta rất là rén luôn á nè. Các bạn thấy nè, mình quất tem bạn và tem bạn, ôi cho mình bị mất máu, một cái lượng máu rất lớn luôn ấy. Bởi vậy chơi với cái con này nó khoai kinh khủng nha. Đó, được gọi là khắc chế ma cà rồng rồi. Rồi, chỗ này anh em mình giao lưu nhẹ thêm cái nữa. Đây là bế hãng tem bạn luôn nè. Lắm. Qua cửa nha. Tiếp theo thì anh em mình đến với cái dòng Heroic. Con này, ui trời, nó đam nhân 2 với mình. Cái gì vậy nè? Anh em mình kèo này hơi khoai nha. Con này nó có cái lưỡi hái luôn nè mọi người. Với cái lượng máu siêu trâu bò của anh em mình mà gặp mấy con này mà mình còn bị tuột máu cái này là các bạn biết rồi đó. Trong khu vực này nó không hề dễ dàng tí nào luôn ha. Rồi, victory nha. Vậy là anh em mình đã qua được cái cửa này rồi ha. Ngon lành. Ở đây thì anh em mình sẽ bật nhẹ cái rương cái nha. Upon qua 70, vẫn là 70 các bạn ơi. Khu vực này thì ba thành viên này cũng thuộc dạng thường thôi. Mấy con này anh em có thể like ra được nha. Đó, còn cái vàng rồng bên đây của mình là các bạn không thể like ra nha các bạn. Phải xác định rõ ràng luôn. Mấy em này là thuộc về hàng tốn tiền nha. Rồi, đây thì giao lưu nhẹ thêm cái nữa. Hai thành viên này thì anh em mình sẽ đến với là bé này đi ha. Dam X2. Ok luôn. Rồi, hạ đối thủ. Nhân vật trùm cuối của tên bạn sẽ là, đây, sát thương đam nhân 2 nữa luôn. Ôi, quýnh rồi là đúng đã luôn các bạn ơi. Tên bạn không có cơ hội để có thể bật kèo lại mình luôn ấy. Rồi, victory nha. Qua cửa nhẹ nhàng. Khu vực này thì anh em mình sẽ đến với là, wow, Titan. Ôi, có Heris. À, Dream nha các bạn, Heris Dream. Con này thì nó đẳng cấp ở cái chỗ là nó hồi sinh lại đồng đội nha. Mình cũng hơi bị kết bé này luôn đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phá cái giáp nhẹ trước cái, sau đó anh em mình mới tấn công vào trong được ha. Wow, với lượng máu tầm khoảng 500. Ôi, con này cũng dư sức qua cầu rồi. Đây, khi anh đại level 70 mà còn được búp máu nữa. Ôi, có lưỡi hái luôn, ghê nhờ. Rồi rồi, lụm nè. Đây, anh em mình tranh thủ bế tên bạn nha. Hết sảy luôn. Rồi, chỗ này anh em mình sẽ đến với là Sinful đi. Đó, thêm được cái lượt đánh nữa. Con này nó sẽ hồi sinh lại cho một cái con mà đưa một cái lượng máu khá lớn này các bạn. Gần full cây nha. Lượng máu này cũng là khoảng 80 đấy các bạn. 80% luôn ấy. Rồi. Tranh thủ bế nhẹ tại bạn cái luôn nè. Victory ha, qua cửa. Ui cha, anh em mình ghẹo sương sương trong khu vực này cũng được tầm khoảng là 5 trận luôn à. Ui, mắt đỏ. Con này thì nó hơi bị lợi hại. À, quên nữa, con này lượng máu phải nó rất là trâu luôn. Ôi, chơi sảy là bị con này nó bế liền á nha mọi người. Rồi, 188. Anh em mình coi có cái nào mà khắc máu con này được hay không. Chứ con này nó ra chiêu là rén liền đó nha. Để coi rồi. Nó chơi chiêu lửa liền không các bạn. Đó, anh em mình có cái giáp cho nên không bị mất máu. Chứ nếu như không là cũng mệt mỏi rồi đó. Chiêu lửa là nó ép cái lượng máu ghê lắm mọi người. Lấy máu tăng đam ấy. Bây giờ là chơi trò hút máu nè. Rồi, chiêu của Sinful hồi lại chưa? Mình thêm một lượt đánh nữa là anh em mình đánh ok hơn ấy. Chúng ta chờ cái chiêu của Sinful. Một chiêu này nó hồi lại là anh em mình được thêm một lượt đánh nữa nha. Rồi rồi, tới cũng chuyện luôn. Rồi, nhân vật tiếp theo con nào đây? Hay cha, kèo này có vẻ căng nha.
Rồi giao lưu nhẹ luôn, anh em mình có cái giáp. Con này máu cũng là tầm khoảng 438 ngàn. Với cái lượng máu này thì cũng thuộc dạng gọi là trâu rồi ha. Rồi bụp cái hút máu coi. 149. Wow, Heroic Karma, đừng có xài chiêu đánh lan hộ em cái nha anh hai. Con này nó xài chiêu đánh lan cái là rén ngang liền. Wow, màu máu con này nó trâu quá. Thêm lực đánh cái coi. Ôi, 700 ngàn máu nha mọi người. Đó, nhây cũng nhiệt tình luôn ấy. Rồi, ôi nó kích hoạt mẹ nhiễm sát thương rồi, lượng đao bắt đầu nhân 2 nè. Wow, anh em mình thêm được lực đánh nữa luôn. Rồi, victory các bạn à. Quá ngon lành luôn ha. Khi mà xin full anh em mình được kích hoạt cái gọi là thêm lực đánh đó mọi người. Rất là ngon luôn ha. Tính ra là nó không cần kích hoạt, cái chiêu đó của nó là có sẵn luôn rồi. Rồi anh em mình nghĩ nhẹ thử một cái. Ui chà, Mythicast mùa này khá là đẹp nha. Rồi anh em mình ở đây thì cần cày chút xíu điểm coi. Wow, một hit thôi là lụm rồi nè. Khu vực lead cần win một trận ha. Vô đây giao lưu nhẹ một cái luôn. À, ở đây thì mình mang cái vàng gọi là khủng bố một tí đi. Rồi, nick này của mình là level 151 nha các bạn. Cái nick cũng khá là căng. Đây, anh em mình đi giao lưu. Ôi chà. Mới vô là thấy Kama rồi, level 40 năm sau ha. Lắm. Ôi, vẫn trâu như vậy à. Lắm. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ cho con Khao Mạt của mình ra solo với con Khao Mạt của tay bạn nè mọi người. Em này khá là lợi hại nha mọi người. Bé nón lá này của mình cũng không phải dạng vừa đâu ha. Kích hoạt miễn nhiễm sát thương, lượng đam được x2, tay bạn quýnh mình 2 lần luôn nhưng mà không sao. Bây giờ đam của mình đã được nhân 2 rồi thì đâu có ngán ngẩm gì tay bạn ha. Lên dễ liền. Ý mà bé này hiện tại đang nằm ở răng này là răng răng bạc nha các bạn, bạc 2 thôi. Nó mà lên mát răng tím nó sẽ còn mạnh hơn khá là nhiều nữa, lượng đam với lượng máu sẽ được tăng khá là đáng kể luôn nha. Wow, kèo này là tranh thủ bế tên bạn cái đi, cho một mình mà nó cân ba thì cũng khá là tội cho con nhỏ. Con nhỏ mới có level 55 thôi à. Mà bắt nó gánh ba con thì nó gánh không nổi đâu, ui năm sao không à. Tên bạn toàn là hàng khủng không. Victory nha, qua cửa nhẹ nhàng. Khu này là anh em mình còn càng quét được tầm khoảng 2 trận nữa luôn đó nha. Đây rồi, bát xê nhẹ. À, thôi mình chơi luôn cái chiều mặt trăng đi. 53, ủa 31 chứ, 31. Tầm này thì dư sức qua cầu rồi nè. Đó, 61k. Đam như vậy cũng rất là ổn rồi ha mọi người. Bây giờ thì anh em mình giao lưu nhẹ cái thành viên này thêm cái nữa coi. Ui, con này máu ít quá. Wow, chơi nhây luôn. Nếu như mà mình kích hoạt miễn nhiễm sát thương thì chắc có lẽ là mình dư sức để hạ con này. Ba mươi mấy à, cái này không đủ rồi. Vì tên bạn nó còn cái khả năng hồi sinh nữa mà anh em mình thì chưa có các bạn. Cho nên nó là anh em mình phải đưa bé này vô núp cái sau đó mới ra nè. Lớn. Đó, victory ha. Rồi, ngon lành cành đào luôn. Nhân vật cuối cùng để mình coi coi đội hình như thế nào đây. Hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Đây, chiếc nón lá huyền thoại. Anh đại của làng Kama của mình ra thể hiện coi. Giờ đang yêu thương em này một xíu nha mọi người. Vì cái con này hiện tại là răng bậc của nó đang nằm ở là mới có răng bạc thôi. Mấy bé này mát răng tím rồi, nó có hạ thêm đối thủ thì nó cũng sẽ không có lên được ấy, nó không có tăng được cái ngưỡng sức mạnh. Nhưng mà mấy cái con mà răng răng bạc như vậy khi mà nó hạ được nhiều đối thủ á thì nó sẽ tăng cái lượng sức mạnh của nó lên. Ôi căng nhờ. Nó bế mình luôn rồi.
Rồi, victory nha. Qua cửa nhẹ nhàng. Ok, xong nhiệm vụ rồi đây. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại hết một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ mình với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.